Vâng ạ. Lo rằng nó có chỉ dây kìa lo sao ạ. Mẹ y khó khó thế mới. Sả lưu thầy sả lưu sả lưu lưu. Chia tụ thích cơ. Khơi lên mình là có chết cái gì à. Ây dạ ai có liền hả. Mẹ em này không có bên sử con dây lo thế mà. Anh em mình mới đang tâm sự với chú, nếu mà cái phương án như lúc nãy là anh em mình tính ấy, thì là chưa xuôi lắm, bởi vì là ở đây thì trước bố bán rồi nhưng bây giờ con trai lại không đồng ý bán. Con cái gì thì nó cho nó ô tô về chở đất đi đủ cái kê vào cái cũng được không? Được. Đấy cái kê cũng của chú hết nhưng cũng mà của nhà mình đúng không? Ừ, nhà mình hết rồi. Thì sau này trồng rau trồng các thứ ở đấy thoải mái. Ừ, vâng cũng được. Không đi học à? Hả? Chỉ mua cần thôi à? Cờ giá cờ hết từ cờ giáo một từ à cờ giáo một từ là hả à? Anh đi trước cờ giáo một e tái không biết là cái gì. Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý các anh chị, chào mừng quý vị đến với kênh Hoa Cổ Núi. Hôm nay thì tiếp tục là vậy hành trình đi khảo sát đất của em Sinh Chơ các bác nhé. Bây giờ tiếp tục là anh em đi xem một cái miếng đất khác. Thì theo như chia sẻ của Hiệp thì có một cái miếng đất mà miếng đất từ bữa rượu mà ra. bữa rượu đây. Anh phát biểu một chút về cái là, miếng đất này để cho quý các bác chị cái miếng đất mà anh em mình đi xem tiếp theo nữa để có khách quan, để có cái sự cân nhắc giữa hai cái miếng đất, một là cho không và phải đào và phải hạ và phải tất nhiên là cũng sẽ phải vẫn phải cho tiền ông mua đàng hoàng chứ không phải là xin không. Còn miếng này thì với cái giá nó rẻ như anh em mình đã nói. Đúng rồi. Thứ nhất là gần đường thì đường này cũng là đường lớn, ô tô đi bình thường thì cũng đều là đường là thuận lợi. Thứ hai là để mà so sánh kinh tế, nếu như mà nó rẻ bằng hoặc thấp hơn với miếng này thì anh em mình sẽ có sự cân nhắc. Còn miếng bên này thì nó lại dễ hơn, ngon hơn là gì? Nó là theo như bữa rượu hôm trước nói là đã san xong hết rồi. Bây giờ chỉ có đào móng là làm luôn thôi. Chứ không phải mất thời gian để hạ hay là san cái nền trước xong là nọ kia nữa. Đấy. Thì để tức là cái miếng này là họ đã đào móng. Đào sẵn hết rồi. Đào sẵn nền xong hết rồi. Về bây giờ mình mua, nếu mà trường hợp mà mình mua mình chỉ đào móng là xây triển khai thôi. Ừ. Đấy. Nhưng mà cái miếng này thì khả năng sẽ phải đào thêm đất, bởi vì anh nghĩ là cái mặt bằng là chưa có. Đào xong là đổ xong mới bắt đầu là được đào móng. Thì cái miếng người ta đào sẵn thì chắc chắn là cái ta lui nó cũng cứng rồi, để lâu thì mình không thấy sạt thì mình sẽ có cái hướng mở hơn. Ừ. Thì cứ đi xem như thế nào đã, bởi vì là mình cũng không quyết là mua luôn được, bởi vì là mà thì rất là tham khảo và sàng lọc ý kiến của các bác, xem là các bác đóng góp ý kiến, xem góp ý xem là như thế nào. Là có một số bác là người ta nhìn thấy đất người ta biết được cái phong thủy. Rồi. Mình vội gì em? Đúng. Đằng nào mình cũng đã ở bây giờ đường nó cũng chưa khô thì có đất thì cũng chỉ đào được, cũng có làm được cái gì đó đúng không? Vật liệu không lên được chưa thì lên được. Chịu. Vẫn phải chờ đất khô rồi là đường khô rồi vật liệu mới lên được. Đi, bây giờ anh em mình đi xuống xem nhé. Đấy. Sinh có biết cái miếng đất mà Hiệp chia sẻ này không? Dạ em không, vì em chưa biết bao giờ. Anh sáng nay anh mới được thông tin từ Hiệp thì Hiệp có bảo là miếng đất này nó cũng khá là đẹp, khá là nó cũng gần đường, nó cũng tiện. Cơ bản là họ đã làm móng rồi. Nhưng mà mình sẽ cân đối nhỉ, mình sẽ cân đối là cái miếng này và cái miếng của ông cho ấy. Vâng. Để xem là miếng nào đẹp thì mới lại tiết kiệm chi phí hơn thì mình sẽ mua cái miếng đấy. Vâng. Cố gắng làm sao để mình chắt chiu và sau khi làm nhà xong thì còn phải làm được những cái hạng mục tốt hơn. Ví dụ thay vì là mình lập pro thì cái số tiền mà mình chất chiêu được thì mình sẽ lập tôn chẳng hạn đúng không? Thì nó cũng là một cái tốt. Được, rất là khoai.
thôi. Thôi đi trên đấy chỗ quả sen cũng để đấy luôn đây. Để đấy không sao đâu mà, không ai động đâu. Đi, lên đi. Đất ở chỗ nào đấy anh Hiệp ơi? À, mua luôn chỗ này à? Chỗ này luôn á? À, đẹp chứ. Chỗ này luôn á? 10 mét rộng 10 mét à? Rộng 12 mét. Dài vòng trâu 10 mét à? Phải mừng chui nút năng này. Máy chui cho rô đẹp tốt. Thích đây không? Thích không? Thích ở đây không? Bỏ cái này ra. Bỏ trang ra đi. Có thì đến chỗ này, sang đến chỗ này này. Ừ. Xuống đến này, chỗ này này. Đó, xem mới biết. Chỗ này nhiều cũng được, nhưng mà cái chỗ này nó còn rộng như cái của ông kia. Đến tận đây cả. Ừ, thế rộng đấy, nhỏ. Thế mình làm nhà đây rồi thì đường họ đi đường nào? Họ đi qua ở chỗ này sang. Hoặc là đi trước cửa nhà mình thôi. Ừ, hay là qua trước cửa không được. Xong là đến hết mặt đường luôn. Hết mặt đường. Ý rồi, ô tô đánh đít phát vào đây luôn. À, thế là đến chỗ này luôn à? Đến chỗ san này à? Chỗ san này luôn. Thế là về đến đây đấy anh ạ. Rộng đấy. Từ đây à? Thế coi như là vào đường luôn rồi. Thì cái đoạn này một tí này thì cũng là tính vào đường luôn rồi. Đẹp quá cái gì nữa. Thế chỗ này rộng. Chỗ này rộng hơn bên kia nhiều. Đấy, đất nào cũng đẹp. Chào anh nhá. À, đất thì đất này đẹp đấy. Này là rộng. Nó... Cho lạ sau đấy. Lạ sau lạ túa. Hợp lý thì... Cho... Còn em không lấy thì bán cho bọn này. Lấy thì em trả tiền cho. Có bao nhiêu? 20 triệu. Thế nữa. Em không biết được. Chiếc kia thì bố đợi nhiều thế này thì bố bán cho thì ai sẽ được. Có nhiều bố cũng bảo bán. Nếu mà em không trả tiền thì em còn gì bán. Tiền thì rộng, chỗ này quá rộng luôn. Rộng từ đây sang bên này thì quá rộng. Chỗ này là bây giờ chỉ đào. Chỗ này là đào móng là cứ ở thôi. Đào móng là xây thôi. Nếu mà làm ở đây phải cắt tre này đi ạ. Phải đất mình, cây của mình như thì chứ. Chặt đi và chặt cây. Đây nhìn phát cả nhà anh luôn. Ô, cái kia, cái lô bé tí kia, lô bé tí, nhà to đấy, đơn giản đâu, đừng có đùa, cả một quả đồi đấy, đừng có đùa nhé. 20 triệu, giá rất đẹp, giá đẹp, đất cũng đẹp. Đấy, theo em thì em tính xem nào. Cái này nếu mà mua được thì phải bỏ luôn cái chỗ bò cái đi nữa, xong rồi mình làm luôn thì làm cho nó rộng một tí nữa nhỉ? Ừ. Thoải mái, em làm cùng lắm đến đây nhất phải. Ừ. Xong rồi bỏ cái luôn cái chùa bò cái này, xong rồi làm cái sân cho nó rộng, thoải mái đi ở dưới kia. Đúng. Chỗ này cao ra này là rộng, rất rộng. Hình như đã có chuyện đấy. Hình như là nhà này đã có chuyện. Nếu không. Còn bảo có biên bản đi mà. Lô,
lại con lì này không? Không, nếu mình làm... Mẹ em ơi, con mơ bên xí con chê lò hết à? Con mơ chụp kia đúng không? Chê là cái kia là hay nè, rào rất chê lò hết. Chỗ này là lấy gán nợ. Bò. Hình như đã có chuyện này. Bác. Nó không cho thế bán. Là ông già là ông già. Ông già thì nở từ lâu rồi. Thế ông già đấy. Là bán chỗ này rồi nhưng mà ừ. Con trai bây giờ là con trai bây giờ nó lớn nó bảo không cho bán. Ừ. Biên bản thì làm hết rồi. Có giấy tờ rồi thì nó là của mình rồi. Như cháu ấy bây giờ thì nếu mà đồng cả nếu mà cả tất cả đồng ý thì cháu mua không thì cháu đúng rồi phải thế chứ bọn anh đấy. Không phải là vớ vẩn đâu mình cũng phải đồng ý thì bán nhưng mà nó bây giờ phải có các bên ký hết thì mình mới dám lấy mình ở chứ thì mình lấy mình cũng lấy tiền ra mua mà chỗ này thì thoải mái rồi chỗ này quá rộng đẹp. Một phát ở luôn này không phải đào bới gì nữa cái này chỉ đào móng thôi cái này đào móng xong đổ này về cô khác về quốc à? Chả thế à. Mỗi ngày 4 năm người là... đi quốc một tuần hơn một tuần. Không bố mẹ thì có ký lều mà, không bố mẹ thì có ký lều mà. Từ bố thì ký mà tìm ông nhăng nhăng nên bố thoải nè, nạp tuấn nè. Bác ơi, khi gã mua đây hát con. Trường thôn cái này có ký lều mà. Trường thôn thì ký thì cũng quét thì đang đáp ạ. Cái ra thì nam mà nam đâu mới nhé. Bố chứ nam là chỉ lúng. Con bây giờ con lớn là con sẽ bán rồi. Thôi thế thì chị cứ dứt điểm với gia đình thôi, bọn em thì bọn em đếm tiền thôi mà. Khi mà giấy tờ xong xuôi thì trao tiền thôi. Nhưng mà chính thấy chỗ này với chỗ ông thì chỗ nào sướng hơn. Đây đứng chẳng xa hơn nữa. Nhưng thấy thì... nếu mà để ở thì theo em thì ở chỗ nào tốt hơn? Để ở thì em thích ở trên đấy á. Trên đấy hơn. Ui, chỗ đấy bây giờ quốc cũng hết nhiều tiền đó. Thôi anh em mình biết thế được rồi, nhà biết chỗ đất là được rồi. Giá cả thì ok hợp lý rồi. Giá cả là bao nhiêu tiền? Đây. Cái số này báo là 20 triệu hả? 20 triệu. À, 20 chờ, triệu các bạn. Chờ hai gia đình làm dứt điểm thôi. Vâng. Yeah. Và chỗ này thì mọi người không phải lo, rộng rãi thoải mái. 10 mét. 10 mét chiều sâu. 10 mét chiều sâu thì cái ngang này là thế như cô bảo là 11 mét thì đất rất là rộng, là hơn 100 mét vuông thôi. Thế từ cái chỗ kia là từ cái chỗ mấy, từ cái chỗ chuồng bò kia về? Nửa chuồng bò. Nửa chuồng bò về trên này. Ừ, nửa chuồng bò vào trong. Này nếu mà ngày xưa cô khắc quốc thì nó là đất của cô chứ đúng không? đang bán đặt đi giấy tờ đi đưa này em ok thôi nhá có còn bao nhiêu quả mà ao y thì kháng thèm hết cái thế thì bây giờ phải họp gia đình đấy họp họp cả hai bên đấy lâu dài đấy phải thống nhất được cả hai bên nói chung là hai bên gật gù rồi mới làm việc được đấy. Đất này là theo như chia sẻ của bà chủ thì là cái chỗ này là rất là rộng các bác ạ. Từ cái đằng sau của cái căn nhà này. Đằng sau căn nhà này dịch xuống dưới này là 11 à 10 mét các bác nhá. Còn cái chiều rộng từ cái đầu gốc tre bên này, đầu nhà bên này đến hết bên kia là 11 mét các bác nhá. Thì là diện tích của cái đất này là 110 mét vuông. Là 10 mét nhân với 11 mét. Tổng là 11 mét vuông. À 110 mét vuông.
thì rất là rộng các bác nhé. Cái ta ly này rất là thấp, như chia sẻ của bạn chủ thì đất này đã được san từ trước đó rồi, rất là lâu rồi, san bằng tay thôi, thì rất là rộng. Và cái ta ly này nó cũng không quá là cao. Anh tượng này bao nhiêu anh? Cái này đã san mặt bằng này đã san phẳng hết rồi. Giờ chỉ việc đào móng và xây thôi. Thế cũng y xì đây đó. Chán nhỉ, bố bán rồi, bây giờ con lại bán mình đi mua căn để xem đất. Con đây con ạ. Nếu mà xong giấy tờ đẹp thì lấy này. Cho nó gần anh gọi những hiệu khác này. Đi. Phin à? Vẫn là dưới điểm này mình chỉ cho số phút này. Câu mà. Thì câu. Nam là của mi lắm. Nhẹ. Cái ly đó. Ngoài thì biết bàn mà. Như nào? Bây giờ chờ chị này làm giấy tờ với gia đình nó thống nhất hết thì sau này xin nhờ nó ngon hơn. Nó... Phải rõ ràng chứ. Đất là chị lên dựng nhà ở đấy. Nhiều tôi lên dựng cái nhà ở đây ở luôn. Thật. Ờ nhà anh em mình giải tán rồi nhỉ. Ừ. Đây như nó tán đó. Cứ thống nhất thế đi. Thống nhất có gì thì alo. Ừ. Mình mua đất thì thứ nhất là nó phải giấy tờ ra. Ra là mọi người đều phải ok. Giấy tờ phải rõ ràng. Nhưng mà theo em nghĩ thì con trai không không được thì chắc kiểu này chắc không người ta không bán đâu. Nó còn phụ thuộc vào cái giấy tờ trước đã ký nữa cơ. Có rồi, ý là bây giờ nếu mà thằng con trai không muốn số thì bán thì phải giả tiền cho chị này đúng giả không? Tiền nó tiền lại trước kia cho chắc cả tiền công nữa. Anh mới nói cái miếng em nói trên kia kìa rất là khó là gì. Con trai nó không về, bây giờ bố mẹ bảo bán, bây giờ mới nữa bán xong con trai về thì lại như thế này thì chết. Đúng rồi. Nói tóm lại là khi mà đất đụng đến đất ấy, thì nó là cả một cái vấn đề. Đấy, ví dụ đến đời con của em Xính mà cũng như thế này thì rất là khó, đúng không? Thôi thế thì nhờ không được thì chốt cái nhà ông thôi, chốt mấy chỗ ông. Cũng cái gì như nhau nhỉ? Thế là cứ để tất cả những cái miếng này à? Thật ra là từ ngày trước là chị này là giấy tờ đã ký rồi. Lúc đấy là thanh niên đấy còn nhỏ. Đấy. Từ lúc đấy tới bây giờ mà chưa giả tiền thì người ta ở thì có đúng rồi. Bán rồi thì giả tiền cái gì nữa? Bán rồi giả tiền thì người ta đã ký giấy tờ hết rồi. Giấy tờ ký hết rồi. Chuộc lại ấy. Nếu mà chuộc lại thì giả tiền. Chuộc lại thì phải giả tiền đúng bằng cái giá trị đất bây giờ chứ. Bởi vì trước đấy người ta đã bỏ bằng lấy tiền thì giá trị tiền ngày xưa nó khác bây giờ chứ. Với lại người ta đã om số tiền đấy bằng như thế thời gian rồi. Tiền để ra tiền rồi. Nhưng mà trước không biết cái này người ta mua bao nhiêu. Vẫn đang nói nhau. Chuyện gọi hết rồi về xây nhà lên ở làm một cái nhà lên.
Có gì điện em nhé, chị nhé. Nào một câu chuyện xem nào. Như nào? Ừ, của cô hay là như nào? Mấy cái thước ruộng kia của nhà chú, nhà nhân tí về cạnh mà. Cháu tấm cái xà thẳng ngang mình làm nhà đây này. 12 mét, sau thì nó bảo không có tiền trả thì... Ông anh trải nó lên đất cho đúng không? Em, lấy đất cho bọn em, làm thêm bàn rồi. Xong thì mới lên cuốc. Xong thì... Được bao nhiêu năm rồi? Sau đấy được bao nhiêu năm? 16 năm rồi đó, 16 năm rồi đó. Thế mà con nó bây giờ mới lớn bằng này thôi đúng không? Con nó kiểu bây giờ là không muốn lấy... Không muốn cho bán. Nhưng mà ngày xưa đã bán rồi thì bây giờ sao lấy lại được? Giấy tờ đã ký rồi cơ mà đúng không? Giấy tờ mình ký. Nó xé rồi. À lấy lại nó xé của nó. Không quan trọng, quan trọng là cả hai bên là mình có giấy tờ hết rồi thì nó là của mình rồi. Kể cả nó trả tiền thì bây giờ mình cứ nhân trả cái... Trả tiền thì lấy đất cho nó, trả tiền thì là vốn phải của mình. Nhưng mà quan trọng là tiền nó so với thời trước nó khác chứ. 4 triệu ngày trước, 4 triệu bây giờ nó khác bây nhau giờ chứ. Bây giờ kia tính 10 triệu không phải tính 4 triệu đâu. À, đấy 10 triệu thì bây giờ nó phải... Tính ra bây giờ nó phải 20-30 triệu bây giờ. Ít nhất là phải thế được bằng đấy. Thế mình bán thì phải bảo 20 triệu là bảo nó trả tiền thì nó bảo không khăn, không nhận. Rồi thế thì bây giờ gia đình cứ đi làm việc rõ ràng đi. Làm việc xong thì nếu mà bán được thì bọn em xem cân đối được bọn em mua thì bọn em sẽ thông báo lại. Nhá. Anh em mình mới đang tâm sự với chú, nếu mà cái phương án như lúc nãy là anh em mình tính thì là chưa xuôi lắm, bởi vì là ở đây thì trước bố bán rồi nhưng bây giờ con trai lại không đồng ý bán cái chỗ này, chỗ này. Thế là bây giờ nó hơi lòng hoàng thì đang bảo được từ đấy thì bọn cháu sẽ là đây là cái gì đấy. Chú biết cháu rồi. Nhà cháu thì chú biết rồi. Thì hôm nay gặp chú ở đây cũng may mắn quá, lúc nãy định lên nhà rồi nhưng mà không biết có ở nhà không. À, đi cắt cỏ thôi. Vâng. Cắt cỏ thôi. Thì bây giờ là chỉ cái khó nhất là tìm chỗ đổ đất đúng không? Vâng, đấy khó nhất là chỗ đổ đất thôi. Còn cái vấn đề mà như bà nói thì không phải lo đâu, bọn cháu khác ok hết. Đấy. Nhưng mà con cái gì thì nó cho nó ô tô về chở đất đi đủ cái kê vào cái cũng được không? Được. Đấy cái kê cũng của chú hết nhưng cũng mà... Cũng của nhà mình đúng không? Nhà mình hết rồi. Thì sau này trồng rau trồng các thứ ở đấy thoải mái. Ờ vâng. Cũng được, nó cũng rộng. Đấy. Xong là chú sẽ cắt cỏ, cắt hết cỏ đi đã. Cắt cỏ cho các nhổ hết rau. Cắt cỏ nhà rau cái này. Thì... Có mấy rau thì một tí là xong. Tí này nữa. Bây giờ chú đi đâu? Chú đi chi sang. Đi làm thuê à? Ờ vâng. Đi làm thuê ở nhà trường cơ. Chị Sa là ở đâu nhỉ? Chị Sa là ở gần nó mà chạy gần ủy ban ấy. Ừ. Ô, đi đường này? Đi xe nó ở đấy này. À xe ở dưới gửi dưới này. Vâng. Thế là bao mấy hôm nữa chú về? Vâng. Chú đi khoảng 2 ngày thế này chú về mà. Vâng vâng. Hôm qua nó hết xong quốc quốc phai rồi, mai đi đủ luôn. Đủ luôn xong rồi. Về. Thế chú đi sang bên kia thì gần nhà cháu đấy. Thế anh nhà Tuyên thì ở bên ủy ban. Vâng. Đấy thế thì mừng quá rồi. Cũng không biết là như thế nào hay là vì lý do gì mà lại có những cái tín hiệu nó tích cực như thế này. Với những cái trục trặc của cái miếng đất trên này thì anh em mình cũng không muốn nhắc đến. Thì tinh thần như thế nhá chú nhá. Trước là cảm ơn thay mặt thằng cháu là cảm ơn gia đình chú đã là có cái tín hiệu tốt cho chơi. Thì có gì cháu sẽ điện trực tiếp cho chú. Đấy. Vâng, bây giờ chú bận thì chú cứ đi trước đi. Vâng. Hôm nào được về thì chú bảo bọn cháu nhá. Vâng. Mà cháu lên chơi đấy, chứng tỏ là chơi cũng sống tốt đấy chứ nhỉ. Chú thương đấy. Chú là không có con à? Có nhưng mà không có đứa con trai. Không con gái, không con trai đúng không? Con gái. Ừ. Thì nói chung là em thì cũng không biết cái gì nhưng mà em thì có bữa nào ăn thì cũng phải bỏ ông. Gọi ông đúng không? Bỏ ông xong là bây giờ thì ông cũng thưa. Vì ông cháu mình thì cả đời mà. Ông thì nếu mà nói như thế là ông là cũng một người là cũng thấu hiểu cái hoàn cảnh của ông chính. Thế thì mình cuốc luôn một phát hết cái thửa đấy. Hết luôn. Vâng. Hết luôn cái thửa đấy xong rồi. Hết luôn cái chỗ mà ông đào ruộng đấy. Luôn cái thửa đấy. Với cái số tiền mà như anh Hiệp đã chia sẻ thì là có một khoản tiền để mua đất, thì thay vì mua đất thì mình sẽ sử dụng cái số tiền đấy để mà san cái nền đấy thôi.
cái cân đối con, nếu mà dư ra được, dôi ra được thì tốt, mà không dôi. Thật ra thì em tính rồi, cái miếng này thì bây giờ nó lòng hoàng, thì đó, thôi. Thì trên đấy thì mình, như chú nói rồi, chú bảo là thật ra thì chẳng ai cho thì vẫn là góc độ cho, nhưng mà người ta thứ nhất là công người ta giữ, công người ta cải tạo đất, công người ta quản từ trước đến giờ. Cái đấy mình tự ý thức được thôi. Thì mình tính 10 triệu múc, 5 đến 10 triệu đấy mình cho chú. Cứ cho, nếu mà múc như thế thì nếu mà múc hết chỗ đấy thì anh ấy phải đưa cho ông toàn 10 triệu. Còn nếu mà 5 triệu thì ít quá, 5 triệu thì ít quá, bởi vì là cái đất đấy anh thấy là rất là rộng. Như chú nói là chú không muốn lấy, nhưng mà bà là nói thế chứ như nhà Thành với Thính Thọt đấy, mình mua đất bằng thật nhưng mà tiền đấy lại đắp hết vào cho thằng cháu thôi mà, hộ cháu cơm nước rồi hộ cháu làm nọ kia hết, tóm lại là lấy hình thức lấy để có cái sự ràng buộc và có cái kiểu như bây giờ mình đi xin ai một tí rau mình cũng phải cho người ta 1-2 nghìn kiểu lộc ấy đấy, nó là như thế thôi. Thì tín hiệu tốt rồi, thì cái miếng này coi như anh em mình trừ đi đã, đặt một dấu trừ vào đã. Còn trên đấy san một phát mà 20 mét mặt đường thì quá tuyệt vời. Rộng. Quá tuyệt vời đấy. Và để đấy chú em xính em kinh doanh thì quá đẹp. Đấy chú là. Hay tốt rồi. Kinh doanh cũng được mà. Thì anh em mình đang ở dưới cái miếng đất mà lúc nãy anh em mình nói là 20 triệu ấy, thì cái chị đấy thì ngày trước là bố của thanh niên vừa rồi mà lòng hoằng ấy, là lúc đấy thanh niên còn nhỏ thì chưa biết và cũng chưa có quyền quyết định về cái miếng đất đấy. Bây giờ thanh niên lớn rồi thì mới biết là bố bán thì lại không đồng ý, thì đang xung đột giữa thằng con trai ở miếng đất cũ này, chủ đất cũ này với cái chủ đất mà đã mua rồi ấy. Thế nên là anh em mình không thống nhất được vấn đề và cũng rất là nhạy cảm, anh em mình không bàn đến nữa. Thì giá thì cũng như nhau thôi, để mà mua tiện thì cũng tiện như nhau, chỉ là không cần đường lớn rồi, diện tích thì cũng gần như nhau. Ở đây thì không phải làn mà ở đây chỉ đào móng phát ăn luôn. Còn cái miếng mà anh em mình xem, mà quý khán giả xem ở tập trước ấy, là ông vừa rồi này là cho đào thì rất là rộng thoải mái, thì chỉ tìm chỗ đổ đất thôi. Cái công đào thì nó sẽ dao động vào như cái miếng bên cạnh thì vừa hỏi rồi, là đào là 10 triệu. Còn chỗ này anh em mình đào dài 20 mét thì nó cùng lắm là 15 triệu quay đầu, dao động cùng lắm. Đấy là giá mắc nhá. Min thì min là 10 triệu rồi, mắc thì là 15 triệu đi. Rồi còn số còn lại thì anh em mình sẽ linh động để làm cái gọi là tiền mua đất từ nhà của ông, của Trơ. Nói chung là cả cái miếng đất như nhau. Sau khi mà hoàn thiện nó sẽ rơi vào khoảng... Nó cũng sẽ... bằng tiền cái mua miếng này. Đấy, sàn như nhau. Nhưng mà ở trên đấy thì anh thấy là cái lợi cái là nó là đường lớn. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái dân cư ở trên đấy nó tập trung nhiều hơn, làm ăn dễ hơn. Đấy, làm ăn thì nó sẽ tương lai nó sẽ sáng hơn. Hỏi vui thì chơi bảo là không thích chỗ này, anh thật là vừa đến mà đã loằng ngoằng thế thì cũng không có duyên. Ừ. Đất đai quan trọng lắm nhá, nó phải thuận buồm xuôi gió cơ. Với lại là làm nhà ở quan trọng ấy. Ừ. Mình ở lâu dài mà cãi nhau gái là không hay rồi, không thích rồi. Thì anh em mình tâm sự như thế này, cái miếng đất 20 triệu loằng ngoằng thì chắc phương án cuối vẫn sẽ là chốt về với ông thôi. Ông thì hiện tại đi làm thuê thì 2-3 ngày nữa ông về thì anh em mình cũng sẽ cắm nách lên để gặp bà cụ nữa. Sau đó là chính xác là cắm cọc vào là ông cho từ đâu đến đâu. Và cái giá mong muốn của gia đình bây giờ là tùy tâm, thì mình cũng hỏi luôn là ông với bà là lấy bao nhiêu. Đấy là ông nói là tùy tâm thôi. Như chú vừa nói là chú không lấy đâu, riêng giọng chú là mình biết rồi. Còn bà thì bà cũng muốn là một tí thì đấy, thì vì bà cũng muốn một tí vì đất thì bà cũng nói, nhưng mà em nghĩ là chắc bà cũng bảo nghĩ là vì bà cũng mất tiền đầu cái thiên ruộng đấy, đúng rồi. Đó. Công nữa rồi là cả công làm thì kể cả không đào thì nếu mà ông cho thì mình vẫn phải gọi là có cái lễ thì đi sang cho ông một tí. Đúng rồi. Cơ bản ở đây là nói về ông ở đây thì nó dạng như kiểu ông nó không phải là gần quá với em Xính, bởi vì là tính như thế hệ thì như em Xính là thế hệ thứ 3 rồi. Thứ 4 chứ. Thứ 4 à? Tưởng ông mà đúng không? Ông hay là chú? Ông thì thế hệ thứ 4. Tức là em trai của ông ruột mình đúng không? Phải. Đấy. Ông xong đến mới đến bố em. Xong
mới xong ở em là thứ ba. Đấy thì thứ ba đấy. Đấy. Thái Lan như thế. Tính ra thì cũng khác cảnh. Cùng gốc khác cảnh thôi. Nhưng mà để mà giúp đỡ được thì ít lắm, anh thấy nhiều người không ai làm được như này đâu. Kể cả những người mình thế thôi. Gần như là không cho đâu. Đây này... cho rất là nhiều, cho xính, rất là nhiều sự lựa chọn nhá. Bây giờ kia miếng này rồi là cho nếu là đất thì ông bảo rồi đổ sang bên đường vầu rồi. Đó, thì không phải mua nữa. Đổ sang bên đấy thì nếu chắc không phải ô tô chở đi đổ. Chứ còn gì nữa, tuyển nó khác lên nó khác làm hết. Tóm lại là mình thuê thì họ sẽ bao hết chỗ họ đấy. Sẽ có trách nhiệm họ tự làm. Thôi. Thì trong 3 hôm nữa anh em mình sẽ lên nói chuyện trực tiếp. Tạm thời là gác lại cái miếng này đi. Bởi vì là nếu mình nhằng thì thôi. Ban đầu đã không thấy con duyên lắm rồi thì thôi, tốt nhất là thế thì cái địa thế với lại cái view thì nó cũng khá là đẹp đấy. Nó như nhau thôi, tóm lại là nó đẹp như nhau. Thì anh em mình tâm sự như thế để mọi người biết là khả năng là quý khán giả mà xem vừa nói chuyện với chú, nói chuyện qua qua bởi vì anh em mình nói kiểu tranh thủ chú đi làm. Nên là mọi người cũng có thể hình dung là được là như thế nào rồi. Thì anh em mình tâm sự như vậy để mọi người có thể có một cái nhìn nó khách quan hơn về cái miếng đất này. Thì trong 2-3 hôm nữa nếu mà chú ấy về thì anh em mình sẽ gặp được trực tiếp. Rồi, chị thông cảm tí nhá. Gặp được trực tiếp và chốt sau đó là máy múc lên luôn thôi. Thì sẽ tiếp tục chia sẻ tới quý khán giả. Trước tiên thì lúc nãy anh em mình cũng nói rồi, rất là cảm ơn gia đình chú là tạo điều kiện hết sức cho thằng cháu. Vì và chú cũng tạo được điều kiện cho em nhiều. Vì mảnh này nó là ba rồi. Ừ, đúng không? Ba mảnh rồi đấy. Cái lựa chọn đầu tiên là cái lựa chọn mà cái chỗ mà họ đào mà xong rồi. Họ đào rồi đấy. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nó là cái miếng đầu vầu này. Cái thứ ba là cái miếng mà anh em mình sẽ lựa chọn tới này. Đấy, là cái miếng thứ ba. Quá tam ba bận thì cái miếng thứ ba mình sẽ là cái lựa chọn cuối cùng nhất. Là chốt thôi. Chốt thôi, không tìm nữa. Đất thì thôi anh em mình dừng ở đây thôi nhỉ. Giờ đấy là anh em sẽ chốt cái miếng đất mà anh em đã thống nhất ở cái bên kia. Đất phía trước anh em đã ghi rồi. Thì cái miếng này thì cũng là mang tính chất là tham khảo. Nhưng mà do là về nên là có một số vấn đề khúc mắc giữa hai bên. Không thỏa thuận được đi đến quyết định cuối cùng. Nên là anh em mình sẽ chọn cái miếng kia. Thứ nhất là nó sẽ phù hợp hơn. Thứ hai nữa là nếu mà mục đích sau này em xính và mẹ có nhu cầu kinh doanh hay là làm bất cứ một cái gì thì cái chỗ bên kia nó sẽ rộng rãi và thoải mái hơn. Và ở với những người người ta gọi là hàng xóm tốt thì nó sẽ dễ hơn. Ở bên này thì vừa mới vào nó cho mình một cái cảm giác và cho mình một cái cảm giác mạnh như thế thì chắc có lẽ là thôi. Thì để vấn đề lâu dài thì anh nghĩ là nó sẽ không ổn, đúng không? Đúng rồi. Thì thôi mình chọn những cái chỗ mà anh ở đấy người ta cũng... lâu nó có con gà chết nó ném sang thì cũng chết rồi. Gà chết thì không sao mà trong cái thời gian nào mà nó chỉ cần quay cái ống nước thải nhà vệ sinh nó quay sang xả ra sau mình thì thật ra là lúc nãy là tí thanh niên nếu mà tí là chửi mình đấy. Đang đâu, cãi nhau với chủ đất rồi đấy. Dám chửi đâu. Đang cãi nhau với chủ đất rồi, chửi chủ đất rồi. Chẳng qua là nói bằng tiếng dân tộc. Cả thằng giống này cũng nói bằng tiếng giấy thì có thể nhiều cô ba anh chị không hiểu được. Nhưng mà anh em mình sẽ cố gắng là bỏ bớt những câu từ nó không đáng có đây để... Nhưng mà căng thẳng lắm mọi người ạ. Miếng đất đấy thì tâm sự nhá, không phải không tâm sự thì khán giả xem lại trách Tam Giác Mạch tại sao lại lôi anh em mình ra để xem cái này. Vì là chị đấy thì cùng xóm với Tam Giác Mạch trước kia là làm ăn với chủ miếng đất này, tức là bố của thanh niên vừa rồi ấy, thì đã mua rồi với giá trị là 10 triệu đồng, là của mấy năm về trước rồi, từ cái thời điểm mà tiền chưa có giá rồi. Đến bây giờ là nghe tin là mua đất cho thanh niên này làm nhà. Thì chị đấy bảo bán cho Tam Giác Mạch để làm nền cho xính. Thì có giấy tờ đàng hoàng mọi người nhé. Giấy tờ của chị đấy là có cả trưởng thôn của thôn chị đấy và cán bộ thôn trên này là biên bản ký hết rồi. Nhưng mà lúc đấy là thanh niên vừa đi qua này là còn bé tí, chưa đủ tuổi để hành vi với cả 16, trách nhiệm. Chị bảo 16 năm rồi thì... Đấy, 16 năm trước rồi là 10 lúc triệu. Nó này đâu. Thì bây giờ chị ấy bảo bán cho anh em mình. Bố thì vẫn đồng ý, mẹ vẫn đồng ý thôi, nhưng mà con trai lớn là không đồng ý. Và loằng ngoằng. Đâm ra là anh em mình thấy là để xử lý dứt điểm thì sẽ cần mất thời gian. Họp lại hai bên, hai xóm.
sau đó là cả gia đình nữa, thì sau này sinh mới ở an toàn được. Nên là anh em mình mới ra. Thực tế là đất nó là đất của chị vừa rồi rồi, nhưng mà tại thanh niên này là kiểu dạng như là tiếc nhưng mà không phải của mình nữa thì tiếc làm cái gì. Đấy, đâm ra là mới có sự cố là căng thẳng ngay từ đầu đến. Anh em mình còn tính không ghi hình rồi nhưng mà để mọi người cùng nắm được. Tuy nhiên thì cũng rất là vui là ra đến đây thì lại gặp ngay bác, ông của Xính, thì cũng tâm sự là chỗ vườn rau cải tập trước ấy, mọi người xem ấy thì là đã đồng ý rồi, thì anh em mình cũng liên hệ với thằng cháu xúc máy xúc rồi, thì giá cũng rất là phải chăng, cùng lắm là 15 triệu thôi, cùng lắm. Nhưng mà cũng chưa nói trước được bởi vì còn phải đo thước và còn phải xem là đào cao bao nhiêu các thứ nữa thì mới định giá được. Nhưng mà để nói giá của miếng đất này với hoàn tất cái miếng kia thì sàn sàn nhau. Và địa thế thuận lợi thì bên kia thuận lợi hơn nhiều bởi vì giáp đường chính, mấy nữa đổ bê tông. Còn đây thì cách đường chính khoảng 200 mét. Thì đường cũng vẫn ô tô đến nhà thôi nhưng mà nó sẽ chênh lệch một chút xíu xíu như vậy. Thì tâm sự như thế để mọi người hiểu là anh em mình thậm chí là sắp bị đánh, sắp bị ăn chửi nhưng vẫn phải đi xem đất. Đã được vào xem rồi thì nó là như không thế nào mà đã, quấn chân đá vào chạy thì, được. Đá vào thì không bao giờ lỗ. Mình cầm tiền đi mua không phải mình đi xin nên là họ không dám chửi mình, không dám đánh mình đâu. Nhưng mà căng đấy, như thế là căng đấy mọi người. Đồng ý thì mình mua, không thì cũng thôi. Thì cũng hẹn chị đấy là nếu mà trò chuyện ok thì sau này Xính có tiền có thể mua để đấy. Dự trữ đúng không? Sau này thích làm gì thì làm đấy, tùy. Tóm lại là để cho người khác mua đi. Thôi. Nhưng mà thôi. Nếu có tiền, nếu mà có tiền thì... Bây giờ mình về với ông mình thích làm gì, múa gì thì múa đúng không? Về với ông thì nói chung là về với ông anh em mình thì nó dễ, làm cái gì nó dễ. Như em Xính nói cũng đúng. Về ở cái mảnh đất đấy, thứ nhất là cái nó cứ tiện, cái đường nước. Đấy. Nước của ông luôn. Kể cả ở miếng bên kia hay miếng bên này thì nước nó vẫn rất là tiện. Kéo từ nhà ông sang nó cũng không quá là dài. Nó cũng không quá là xa cho nên là anh nghĩ là nó cũng tiện. Tiện mọi thứ. Với lại ở dân cái khu vực ở dân cư khu vực trên đấy thì nó cũng sống kiểu nó hòa đồng hơn. Như này thì anh em vào thì từ nãy anh em cảm nhận được biết rồi là người ta sống như thế nào rồi. Thì thôi thì có lẽ là chốt bên kia thôi. Và đến thức phim anh em mình kết thúc ở đây thôi nhỉ. Ghi hình đến đây thôi. Sau những cái thức phim này thì anh em vẫn tiếp tục hoạt động và vẫn tiếp tục làm những công việc mà anh em cần phải làm. Còn cảm ơn quý cô bác chị và tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi trên cả hai kênh. Mọi sự giúp đỡ cho em Xính thì mong quý cô bác chị là liên hệ với cả hai kênh nhé các bác nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái thước phim tiếp theo. Xin chào.